Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì như tiêu đề ngày hôm nay là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là cái cách trồng bí hồ lô cũng như là cái cách là khắc phục là rụng trái trên bí nha các bạn. Là hiện tại là có rất là nhiều người bạn là bình luận trong kênh của mình là bạn này trồng bí mà bí của bạn là lên khoảng đâu là tầm một lạng rồi mà nó bị trái nó bị vàng các bạn, và nó thúi xong nó rụng luôn. Hỏi có cách nào mà khắc phục không? Thì này rảnh nha các bạn ha, thì chia sẻ cho các bạn là những cái cách phòng bệnh mà rụng trái trên bí hồ lô ha, cũng như là chia sẻ cho các bạn cái cách trồng bí ha. Thì đối với cái giống bí của mình đang trồng là trồng cái giống là Hưng Nông 368 nha các bạn. Thì hiện tại cái giống này thì nó cũng không có kháng bệnh mấy. Cái giống mà nó kháng bệnh tốt là chỉ có giống đồng tiền vàng nè và cái giống là rồng vàng ha. Thì hai cái giống đó là mình trồng trước đây là mình thấy nó rất là hiệu quả nha các bạn, phòng bệnh cũng như là kháng bệnh rất là hiệu quả luôn. Rồi thì quay lại với cái chủ đề á, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách mà phòng bệnh là rụng trái ở trên bí hồ lô nha các bạn ha. Thì cũng có rất là nhiều người bạn hỏi đó. Thì hiện tại là bí của mình các bạn là nó chưa có ra trái ha, nhưng mà tại các bạn hỏi nhiều quá thì mình phải chia sẻ thôi. Thì đây các bạn, thì bí của mình nó mới ra chỉ búp búp như thế này thôi nha các bạn ha. Thì cái nguyên nhân á mà bí mà mình nó ra trái mà khoảng lạng các bạn mà nó rụng các bạn là do bị rùi chích trái nha các bạn ha. Cái nguyên nhân chính xác luôn là rùi chích trái, nó chích vô cái trái của mình á, là cái trái của mình nó bị vàng và nó rụng luôn. Còn cái nguyên nhân mà nó không có đậu quả thì có những cái nguyên nhân khác, ví dụ như là mình đi phân nó đậm quá, ví dụ như là mình bón cái phân 20-15 phải không, mà mình cộng thêm cái phân ure hoặc là thằng DAP á, mà trong khi cái dây bí của mình mà nó đã là quá tốt rồi mà mình cộng thêm á, thì cái khả năng á, là nó bị trái rễ cũng như là nó bị rụng trái hoặc là nó không có đậu quả, thì đó là một cái nguyên nhân khác nữa. Nhưng mà cái trong cái trường hợp này á, mà bí của mình các bạn mà nó bị rụng trái là do là rùi chích trái, thì sẽ có hai cách phòng. Đối với những cái người bạn á, mà trồng bí á, mà cho leo vàng á, thì các bạn hãy mua cái thuốc phi bông á, bạn làm cái bẫy, bạn dụ nó, bạn dẫn dụ nó thì nó sẽ vô nó chết. Cái đó là mình không cần phải xịt thuốc ha. Cái thuốc phi bông mà chiên rùi chiên trị mà rùi chích trái, các bạn có thể ra ngoài vật tư nông nghiệp á, các bạn hỏi mua, bạn về bạn bỏ nó vô cái những cái lon các bạn, bạn có thể là tự chế luôn hoặc là các bạn có thể là mua những cái hộp mà vàng vàng á, bạn về bạn để bạn treo nó, là cái cách đó là mình sẽ xử lý được là cái rùi chích trái nó chích ở trên cái dây bí của mình, nó làm cho cái trái bí của mình nó rụng ha. Và cái cách thứ hai mà để mà phòng bệnh là rụng trái trên bí hồ lô đối với những cái người bạn mà đang trồng cái mô hình như mình, có nghĩa là bạn trồng cho nó bò đất đó, thì đối với những bạn trồng như mình á, thì bạn hãy canh á, cái trái bí của mình á, mà nó tầm khoảng là một lạng, mà khi mà cái trái bí của mình các bạn mà nó còn cái ngọng cái đầu bông á, ở trên cái nụ các bạn ở trên cái trái bí của mình á, mà nó còn á, thì cái lúc đó là cái da bí các bạn, cái da của cái trái bí á, nó còn rất là mỏng luôn, thì cái thời điểm đó là những cái con rùi chích trái á, thì nó sẽ tấn công. Thì do đó thì mình sẽ đơn cử cho đơn cử cho bạn hai cái loại thuốc để các bạn có thể là xịt phòng ha. Một á là chúng ta có thể là mua cái thuốc là alpha cua ha, thì cái liều lượng xịt á là mình dùng khoảng đâu tầm là 20cc thôi đến 25cc, cho bình là 20 lít nước là mình xịt nó, mình xịt ướt đẫm trên cái trái bí non luôn, là bảo đảm bạn luôn á là cái rùi chích trái là nó sẽ không có tấn công được ha. Và cái thời gian xịt á là tầm khoảng là 5 giờ chiều đó, bạn xịt cái thời gian đó ha, là bạn sẽ phòng được cái bệnh là rụng trái ở trên bí hồ lô nha các bạn. Nhưng mà các bạn phải xịt là luân phiên, có nghĩa là tầm 2 ngày là mình phải xịt lại một lần nha. Thì cái chai thuốc này thì nó tầm khoảng đâu là 90.000 mà mình có thể là mình xịt được rất là nhiều bệnh nha mọi người ha. Đó thì mọi người xịt cho đến khi mà nó cái mình cảm giác cái da bí của bạn mà nó hơi cứng á thì mình sẽ ngưng nó. Và cái thuốc thay thế, cái thuốc là alpha cua các bạn, thì bạn có thể sử dụng là thằng thuốc là bê răng ha. Đó. Thì bạn có thể là sử dụng hai cái loại đó để các bạn xịt phòng ở trên cái dây bí hồ lô mà nó bò đất như thế này ha. Rồi sẵn thì trả lời cho các bạn luôn, thì trồng bí leo vàng với trồng bí bò đất thì cái nào nó năng suất hơn? Thì ở đây mình chia sẻ cho bạn ha, thì trồng bí bò đất thì nó sẽ năng suất hơn và nó sẽ thu hoạch được lâu hơn và nó dai hơn. Và trái bí thậm chí là nó sẽ nặng ký hơn. Cái lý do là sao? Là khi những cái dây bí này các bạn nè, khi mà nó bò nè, những cái mắt này phải không, thì ở đây nó có những cái rễ này, nó sẽ ăn xuống đất luôn. Còn vàng các bạn là chỉ có một góc thôi,
có nghĩa là mình nó hút phân là từ gốc và nó lên và nó nuôi cái vàng thôi. Còn đối với những cái dây bí như thế này á, là nó bò nó ăn dưới sát đất luôn nó, thì do đó là cái lượng dinh dưỡng nó sẽ cao hơn, thành ra cái trái bí nó tốt hơn. Và trồng bí hồ lô này các bạn, thì một dây bí là mình có thể mình đẻ được bao nhiêu trái thì trong video này mình chia sẻ luôn. Thì đối với những cái dây bí mà sung á, thì mình đẻ là từ 3 đến 4 chèo và mình có thể lấy là từ 3 trái cho đến 4 trái nha các bạn ha. Còn những cái trái ngọn thì mình lặt bỏ đi. Tại vì sao? Những cái trái ngọn các bạn, mà khi mà cái trái bí gốc của mình mà nó nuôi rồi đó, thì những cái trái bí ngọn của mình nó rất là èo ụt. Mà mình để các bạn thì cái cây mình nó không có đủ dinh dưỡng, nó suy thôi. Và cái lượng mà ký ở trên cái trái bí của mình á, thì nó sẽ không có được cao. Ví dụ như một trái bí mà bạn để ở trên một cái dây bí mà để tầm 3 trái đi, thì cái trái bí nó tầm khoảng đâu là từ 8 lạng cho đến 1 ký rồi. Mà bạn để nhiều quá thì nó rất là ít cái năng suất ha. Cái năng suất nó không có. Nó thì đây là mình chia sẻ cho các bạn vậy. Các bạn không nên để nhiều ha, để ít thôi. Đó. Và cũng ăn thua vào cái lái nó mua nữa các bạn. Mình trước khi mình trồng bí á, mình phải hỏi trước thằng lái là mình quen trước các bạn, là mình nó mày thích bí nó tầm 1 lạng hay là 800 gram ha, hoặc là 1 ký mấy. Mình để mình biết mình cân cái giá bí các bạn để mình trồng. Thì đối với những cái người bạn nào mà quen được lái thì nó tốt rồi. Ví dụ như quen những cái lái mà người ta mua tầm bí mà nó từ một ký các bạn, nó thì người ta tầm chạy đó đó. Thì các bạn nên để là tầm là từ 3 đến 4 trái ha, là được ha. Còn mà bạn muốn cái trái bí bự á, bạn để từ 2 tới 3 trái thôi. Bạn thúc phân 20 15 vô cho mình là bảo đảm luôn là trái bí của mình nó tầm là từ 1 ký trở lên ha. Rất là ok. Đó, thì hôm nay là mình cũng đã chia sẻ cho các bạn về cái kỹ thuật trồng bí hồ lô và cách khắc phục là nó rụng trái trên bí đó. Thì bạn nào thấy hay, hữu ích, bạn hãy bấm nút like và nút đăng ký kênh của mình ha, để kênh mình nó phát triển ha. Cũng như mình có động lực mình chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng bí ha. Ở đây thì chia sẻ cho bạn về cái kinh nghiệm của mình thôi. Tại vì có rất là nhiều bạn là hỏi mình là về cái bí hồ lô mà nó bị rụng trái, mà nó bị vàng, cái nó rụng đó. Thì mình chia sẻ cho bạn vậy. Thì chứ thật ra bí của mình thì nó mới hai mấy ngày tuổi ha. Gần 30 ngày thôi. Nhưng mà nó chưa có trổ bông nha các bạn ha. Chưa có chia sẻ được. Thì mới mốt là khi mà bí của mình mà nó ra trái rồi thì mình sẽ làm trực tiếp cho các bạn xem luôn. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình ha. Giống của mình đang trồng là giống Hưng Nông 368 á. Thời gian thu hoạch nó tầm 70 ngày nha mọi người. Nhưng mà kỳ này trồng nó không có được năng suất mấy. Tại vì thấy cơ bản là nó cũng bệnh nhiều các bạn. Nó không có kháng bệnh á. Mà mình cũng xịt nhiều rồi. Chứ lại giá bí cái hiện tại của bên mình nó chỉ có 5.000 thôi. Còn những chỗ khác thì nó 8.000 mấy rồi, 8.000 rưỡi rồi. Mình cũng không có muốn đầu tư nhiều nữa. Mình để kệ nó luôn. Chủ yếu là mình chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho các bạn thôi. Tại vì mình cũng đang trồng trực tiếp đó. Thì ra mình chia sẻ cho các bạn về cái mô hình trồng bí của mình. Rồi thì ngày hôm nay chia sẻ cho bạn vậy nha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.